Lâu ngày bé Na ghé thăm nhưng thấy chủ nhà đang bận ngủ nên em lịch sự tự chơi một mình. Mới đây trong lúc gia chủ đang say giấc nồng, cửa nhà rộng mở, một con rắn dài hơn 1 mét nặng gần 3 kg thò cái đầu bò vào bên trong tìm chủ nhà để mà hàn huyên tâm sự. Tuy nhiên, dù đã bò loanh quanh khắp nhà rất là lâu, bé Na vẫn không kiếm được một ai để trò chuyện. Trời ơi! Bé Na buồn, bé Na stress, nhưng mà bé Na không có khóc mà tiếp tục bò khắp nơi, tự kiếm trò, tự chơi mình. Trời ơi! Hết bò lên xe rồi lại bò lên tường, bò lên cái giá để quà lưu niệm rồi bò lên cái cột cờ. Thậm chí có lúc đang bò lên cao, bé Na chóng mặt, bé Na té, làm cho gia chủ đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà do lúc ấy con rắn đang dùng ẩn thân chi thuật nên chủ nhà dù có nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng của bé Na đâu. Tuy nhiên, một người trong nhà trong một phút vô tình đã bất ngờ nhìn thấy sự hiện diện của vị khách không mời. Sau một tiếng la thất thanh, những thanh niên hàng xóm đã nhanh chóng có mặt, vây bắt bốn phương và đưa con rắn vào nồi. Một số bình luận được mọi người để lại: nó rớt mà tỉnh ngủ thì chắc cũng không phải dạng dừa đâu. Sau tiếng động cách tàn hình, gia chủ hoang mang: coi cái sàn chỗ nó rớt có mẻ miếng nào không? Cái giọng êm vậy mà bé Na nó không lên là một chất cho nó khỏe. Cho nên là nhà cần nuôi con mèo, hơi báo một tí thôi chứ mấy bé Na này thì bầy mèo lo được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.